Tiếp theo câu 4 là một câu tính tích phân. Chúng ta nhận xét về cái hàm này như sau. Thì hàm này thì chúng ta để ý thấy thì nó hàm khá đơn giản. Và dưới mẫu thì nó có xuất hiện x và cộng với căn bậc 2 của 4 trừ x bình. Và như vậy thì với căn bậc 2 của 4 trừ x bình thì chúng ta nảy sinh trong đầu mình nghĩ đấy là chúng ta sẽ đặt là chúng ta sẽ đặt biến theo cái dạng 2. Dạng 2 tức là chúng ta đặt x bằng một cái phi t nào đó. Và cụ thể trong trường hợp này thì chúng ta thể thấy là ở đây thì chúng ta sẽ tính toán bằng cách đặt x bằng 2 sin t. Và t thì rõ ràng là t ta ràng buộc nó là t nó sẽ thuộc cái khoảng từ trừ pi trên 2 đến pi trên 2. Và khi đổi cận thì chúng ta thu được x bằng 0 và suy ra t bằng 0. Vì khi đó thì sin t x bằng 0 thì sin t bằng 0. Tiếp đó là x bằng 1 thì sin t bằng 1/2. Và khi đó thì chúng ta tính ra được t bằng pi trên 6. Và sau khi thay cận rồi thì chúng ta sẽ tính toán ra được cái tích phân y theo biến t. Thì chúng ta thay vào thì trong trường này dx nó bằng 2 cos t dt nên chúng ta thay vào trên tử này. Còn dưới mẫu thì x bằng 2 sin t. Còn trong căn thì chúng ta có 4 trừ đi 4 sin bình t. Và kết quả còn lại thì chúng ta sẽ thu được là bằng 2 cos t dt chia cho 2 sin t và cộng với căn bậc 2 của 4 cos bình t. Và rút gọn đi thì chúng ta sẽ thu được cái biểu thức có dạng như thế này. Thì đến đây chúng ta sẽ có hai cái cách giải quyết. Một đấy là chúng ta sẽ đặt biến thêm một lần nữa. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta phải phân tích cái sin t cộng cos t. Nó về dạng là căn 2 sin của t cộng pi trên 4. Sau đó chúng ta đặt u bằng t cộng pi trên 4. Thì chúng ta sẽ thu được cái... khi mà đặt giá trị như thế thì chúng ta thu được biểu thức tính tích phân rất đơn giản. Thế còn ở bài này thì chúng ta đi xem xét theo một cách khác, đấy là chúng ta sẽ sử dụng đến một tích phân phụ. Và tích phân phụ đấy là chính là tích phân Z. Và về tích phân Z thì ta sử dụng tích phân phụ như sau này. Đầu tiên chúng ta sẽ tính tổng của Y cộng Z. Thì rõ ràng là tổng Y cộng Z thì lúc này nó sẽ là nguyên hàm tích phân từ 0 đến pi 6 của sin t cộng cos t chia cho sin t cộng cos t dt, nên là nó sẽ bằng tích phân từ 0 đến pi 6, nó bị tử và mẫu bị trừ tiêu rồi. Nên chỉ còn là tích phân từ 0 đến pi 6 dt và kết quả nó bằng pi 6. Thì chúng ta lại để ý thêm một chút nữa, đấy là đạo hàm của mẫu số thì lúc nào nó bằng cos t trừ sin t. Cho nên là trong trường này thì chúng ta thể dùng đến cái đạo hàm này để chúng ta tính nguyên hàm lên rất là đơn giản. Thì bằng cách là chúng ta sẽ đi lấy y trừ z. Thì y trừ z lúc này nó chính bằng cos t trừ sin t và nó chính đạo hàm của mẫu số. Và khi đó thì chúng ta khai triển ra thì nó sẽ bằng d của cos t trừ sin t dt thì nó bằng d của sin t cộng cos t và chia cho sin t cộng cos t thì nó chính là dạng du trên u, và lấy nguyên hàm lên thì nó chính bằng len của u, hay nói khác là trong trường này nó là len của trị đối sin t cộng cos t. Chúng ta thay cận là từ 0 pi 6 vào thì chúng ta thu được nó chính là len của 1 cộng căn 3 trên 2. Từ đây thì chúng ta giải được cái hệ y cộng z bằng pi 6 và y trừ z bằng len của 1 cộng căn 3 trên 2. Thì chúng ta thu được một giá trị tích phân lúc này là y lúc này bằng pi trên 12 cộng 1/2 len của 1 cộng căn 3 trên 2.